Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Đại Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam Mô Tuyên Hóa Đại Bồ Tát. Hôm nay con, đệ tử Quảng Nguyện, xin được chia sẻ cách học Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Dạ, con kính thưa các anh chị và các bạn đồng tu, con xin được chia sẻ cách mà con học Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Trước tiên, con lựa phẩm thứ hai, đó là phẩm kinh ngắn nhất để học và lấy đó làm động lực để tiếp tục học phẩm kế tiếp. Thì cách con học là con áp dụng theo tổ Tuyên Hóa có hướng dẫn là học trên đường, trên giường và trên cầu. Thì sau khi con học, trước khi mà con đi ngủ, con sẽ nhẩm lại để xem hôm đó mình có bị sai sót ở phần nào không. Sau đó nếu con đã thuộc rồi thì ngày mai khi mà con di chuyển ở trên đường thì con cũng tiếp tục nhẩm lại và con chụp những đoạn kinh mà con chưa thuộc để vô điện thoại. Nếu mà chưa thuộc khúc nào thì con sẽ mở điện thoại ra để con có thể đọc được và nhẩm lại. Còn sau khi con đã thuộc ở trên đường rồi thì có thể khi đi vệ sinh con cũng sẽ nhẩm lại trang kinh mà con vừa học. Mỗi ngày con chỉ áp dụng học có một trang kinh vì trí nhớ của con cũng hạn hẹp. Và sau khi học xong phẩm 2 thì con sẽ học kế tiếp là phẩm 11. Vì phẩm 11 là dài hơn phẩm 2 nhưng ngắn hơn tất cả những phẩm kinh khác. Con cứ lựa những phẩm kinh nào ngắn và học trước chứ không theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Và đây chính là cách mà con áp dụng để con học kinh. Con xin phép chia sẻ với tất cả các quý Phật tử đồng tu. Con xin được cảm ơn và xin tri ân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đại Bi Quan Thế Âm Đại Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Đức Tuyên Hóa Đại Bồ Tát đã gia hộ cho con có thể học thuộc được Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ạ. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Đi So Ha.